Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng tổ chức trao quà cho các cụ cao niên và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Có 30 suất quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm được trao trong dịp này. Đây là việc làm truyền thống hàng năm của doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ trao quà, lãnh đạo công ty Nhật Linh kính chúc các cụ cao niên một năm mới nhiều sức khỏe, tiếp tục sống vui và trường thọ hơn nữa. Chúc các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt khó và đón một năm mới an lành. Được biết, thực hiện chương trình Xuân Yêu Thương, ngoài 30 suất quà được trao trong dịp này, công ty Nhật Linh đã đóng góp 40 triệu đồng cho Hội Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ để trao quà Tết cho người nghèo trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Và trong năm 2020, công ty Nhật Linh cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng đồng hành cùng thành phố phòng chống COVID-19. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, song vẫn nỗ lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.